Chào tất cả các anh em nha. Hôm nay em chia sẻ bí quyết chúng ta tích hợp cái USB Ventoy khá là chuẩn các anh em ha. Rồi bây giờ em đã tích hợp thành công một cái USB này rồi, bây giờ em sẽ tích hợp tiếp một cái USB khác và em cắm cái USB kinh tông 32GB vào để em làm nè. Đấy. Rồi. Bây giờ em sẽ format cái USB này ha. Hoặc là em để Ventoy format cũng được. Trước khi mà dùng Ventoy thì tất nhiên em phải có Ventoy em mới xài được. Thì em có trình duyệt web, có mạng internet thì em sẽ gõ vô Google chữ Ventoy và em vào cái trang đầu tiên download đây. Em select vào cái link đầu tiên ha. Rồi, em click vào mấy cái dòng đầu tiên đây. Rồi, ở dưới này sẽ có những cái link để em download, thì em chọn cái mà có chữ Windows nè, 1.0.29 Windows. Các anh em có thể tải bản nào cũng được, không nhất thiết bản này, tại vì em sẽ đóng gói một cái bản mới nhất là bản này rồi. Các anh em về chỉ cần ghi đè lên cái phần dùng Ventoy là các anh em mình có thể xài được giống như em ha. Rồi, bây giờ em sẽ kéo thả đây. Rồi, em sẽ mở em nó lên và em sẽ click đôi hoặc là run admin. Rồi em sẽ chọn ngôn ngữ lại nè. Ở đây là em đang dùng WinBE của Trung Quốc nên thành ra nó ra tiếng Trung. Rồi bây giờ em chọn cái USB của em ha, là 32GB. Rồi em sẽ install cài đặt. Ở đây nó có update là do em đã cài rồi, bây giờ em muốn cài lại. Em muốn cài lại nên thành ra là em giống như là fix lại ha, em cho nó format lại hết nè. Em không biết là cái USB đó có cài hay chưa. Ví dụ em chưa cài đi thì em cũng sẽ fix lại, em cài bình thường thôi, giống như vậy thôi. Có nghĩa là USB em có cái gì hay là không có cái gì đi nữa thì em cũng cài là nó sẽ trắng lại ha, nó hoàn toàn như mới ha. Rồi bây giờ em đã có một cái USB Ventoy, cài được Ventoy rồi. Đây cái thư một phần dùng này là phần dùng ESFAT của Ventoy tạo ra đây. Rồi bây giờ em sẽ xem cái phần dùng bút của Ventoy là như thế nào. Phần dùng bút của Ventoy tạm thời là em ấy hình như là ẩn thì phải, để em coi coi nha. Để em biết chính xác cái phần dùng chữ G của USB 32GB nó chung với phần dùng Ventoy, phần dùng bút á, thì em phải dùng cái nhẹ nhẹ cho nhanh là bút ai. Em mở lên em coi cho nó lẹ, khỏi mất công dùng bật tia xanh nguyên gia. Rồi đây em nhìn đây em thấy nè, đây OG 32GB đây, USB kinh tông đây. Phần dùng kia nó ẩn rồi, thành ra em không thấy. Bây giờ em bắt buộc phải dùng cái em khỏi dùng đi, khỏi dùng mặt tia xanh, em qua cái phần này nè, USB đây nè. Đấy, rồi em chọn xuống cái phần dùng của FAT 16 nè. Đấy, em bấm chỉ ngay chữ Y này nè. Đấy, bên này là nó sẽ hiển ưu tiên cái phần dùng Ventoy ra. Đây. Rồi, nó vẫn là chữ G, nó vẫn thay thế cái vị trí cũ của cái ổ G trước. Đó, rồi bây giờ đây, nó vẫn là ổ G đây. Rồi bây giờ em vô ổ G. Đó, bây giờ em sẽ đính kèm cái file này của em ha. Các anh em mình tải về và dùng giống như em ha. Rồi, đây, mấy cái này là nguyên cái bộ này là em đã tích hợp là khá là ok rồi. Đây là cái bản mới nhất. Các anh em mình tải về và cứ giải nén vào đó thôi. Tải về và dạo nén ghi đè lên đây thôi. Để chuẩn xác các anh em mình xóa đi ha. Tại vì trong đây nó có 32MB thôi. 32MB các anh em mình ghi thêm là nó không cho nó, tại vì nó quá dung lượng ha. Rồi em có thể kéo và thả nè. Rồi đấy. Vậy là xong rồi đó. Rồi, rất là lẹ, rất là dễ. Còn các anh em mình muốn chỉnh á, chỉnh em chia sẻ luôn, chỉnh vô menu ha, group nè, thêm nè. Cái này là em để hờ nè, bản gốc. Còn cái này là cái bản mà em chế là cái background nè, đấy. Background là cái hình nền. Đó, anh em mình có thể lấy một cái hình bất kỳ nhưng mà đổi lại đúng cái tên này nha, đúng cái tên này mới được nha. Còn anh em mình muốn lấy cái tên khác thì xuống chọn cái thêm này nè. Đó, chọn cái thêm này để em cài cái notepad cộng cộng nha. Đợi em xíu. Lý do tại sao em cài cái notepad cộng cộng á, là em cài notepad cộng cộng là vì nó đọc cái file thêm khá là chuẩn. Nó thành ra em phải cài nó vào. Em cài nó vào cho nó đọc cái file thêm này. Đây, cái file thêm này đây, em open với edit notepad cộng cộng đây.
Đấy, nó sẽ hiện cái giao diện như thế này. Đó, nó theo cột như thế này. Rất là dễ. Còn bây giờ em mở bình thường đây, em mở lại cái file TFT nè. Đấy, đó, nó sẽ ra như thế này. Thành ra là mình khó quan sát, mình không có biết được cái phần nào nó thuộc cái khung nào, cái phần nào của cái menu. Thành ra là mình rất là khó chỉnh. Thì đó, các anh em có thể đổi tên đây ha. Đấy, đổi tên. Ở đây là đổi cái tên hình nền hoặc là đổi cái file nè. Đấy, còn mấy cái khác các anh em nghiên cứu thêm nha, em chia sẻ chút thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần menu. Còn mấy cái menu này các anh em mình có thể là làm y như vậy, chọn lại cái kích cỡ nha. Mình muốn đổi á, mình muốn đổi thì mình chọn lại đây, nó kích cỡ là 16 16, mình cứ tìm một cái file khác rồi mình resize lại cho bằng cái kích cỡ này. Mình lấy cái hình gì đó mình không biết, mình resize bằng kích cỡ đó, mình đặt cái tên giống y vị trí này là mình sẽ đổi được những cái liên quan tương đồng với nó. Rồi ok, xong cái phần đó, bây giờ em sẽ tích hợp cái WinVR. Rồi bây giờ em sẽ trả về nè, cái phần bút là em ok. Rồi bây giờ em sẽ trả về cái ổ đây, ổ chứa dữ liệu đây. Rồi em trả về đây. Rồi bây giờ em chứa dữ liệu được rồi ha. Rồi tiếp tục là em nạp bút ai, em nạp bút ai lại nha. Em nạp bút ai cho cái gì? Em nạp bút ai là như sau. Em vẫn chọn là ổ USB mới tạo bên tôi. Rồi em chọn cái phần này. Phần này em chọn WinRT6X. Đó, em vẫn chọn như cái trước đây của em hay tùy chọn mấy cái này ha. Rồi cái phần này là em vẫn chọn là bút MGG với cái ổ EXFAT hoặc cái ổ NTFX, cái ổ dung lượng lớn. Ổ dung lượng lớn các anh em mình ha, chứ không phải là ổ dung lượng nhỏ nha. Mình nhớ chính xác giúp em, ổ dung lượng lớn. Chứ mình click chọn ổ dung lượng nhỏ là coi chừng mắt nha. Trước khi anh em làm mấy cái này, các anh em backup ở đây đi ha. Tạo một cái file lưu trữ sẵn để khi mà lỡ mình làm sai hay là như thế nào đó, mình backup lại ha. Cái này là tiếng Anh, các anh em mình rất là dễ hình dung, dễ thấy ha. Bây giờ em hướng dẫn sơ, các anh em mình thao tác thử đi. Rồi chúng ta hãy làm nha. Rồi ok, chúng ta chọn cái này. Rồi xong là chúng ta có thể bút Ventoy chuẩn đối với những bản WinBE mà không có cái nhân bút UFB vào PISO. Bây giờ em ví dụ bản của anh Khánh, em đã nói rồi ha, là bản của anh Khánh đây, bản của anh Khánh chưa bút chuẩn cái phần là Win 10 UFA. Bây giờ em sẽ làm cho bút chuẩn Win 10 UFA. Tất nhiên em cũng không cao siêu gì đâu, em chỉ giải nén ra cho nó chạy thôi, chứ chẳng hay ho gì đâu. Chỉ qua khác một cái là phần em nạp bút bút ai cho nó chạy mà thôi, chỉ khác như vậy thôi các anh em mình ha. Còn khác một điểm nữa là do cái bộ não gốc của cái thành phần bút, thành phần Ventoy nó hỗ trợ bút UFA PISO. Thành ra là các anh em mình có thể dùng những cái bản Win 7 UFA nếu có, và Win 8 UFA, Win 8.1 UFA, Win 10 UFA, là các anh em mình cứ cóp vào là chúng ta cài đặt như bình thường, với điều kiện cái bản file ISO đó là bản chuẩn của cái người sáng tạo. Em ví dụ như bản của Microsoft ha, mà bản của Microsoft thì họ tạo ra khá là chuẩn, rất là chuẩn. Thành ra chúng ta bút là chuẩn 100%. Đấy, còn những cái file khác do người dùng tạo ra, chế bào chế rồi xào trộn, thì cái bản đó em không dám chắc là các anh em mình sẽ bút chuẩn nha. Cái bản nào mà nó hỗ trợ bút chuẩn thì nó sẽ load được trực tiếp qua file ISO khi mà chúng ta bút UFI trên Ventoy. Đấy là các anh em mình nhớ giúp em. Bây giờ để biết, chúng ta xem sơ qua xíu. Em xem qua cái bản của NV. Tại vì cái bản NV này em bút fan tôi rất là chuẩn, rất là chuẩn. Thành ra là nó khác là khác ở đây nè. Đấy, rồi mất tiêu rồi. Nó khác là khác ở cái đó các anh em mình nha. Nó khác mấy thành phần tùy chọn. Nó khác mấy thành phần tùy chọn ở đây nè. Đây, dot nè. Ở đây mấy cái tùy chọn ở đây nè.
đó. Còn cái thành phần file cũng lệ thuộc nữa, do giống như bây giờ cái file mình tích hợp bên trong nó không có load được cái AFI, thì tất nhiên cái file AFI nó không có load được, thì tất nhiên là dù mình tích hợp UFI thì cũng như không, cái file chấm vim á, cái file gốc nó không có chạy được thì coi như là cũng như không các anh em mình ha. Đây ví dụ mấy cái file vim PE nằm mình thiết kế nó không chạy được hỗ trợ UFI boot được thì tất nhiên là nó sẽ không boot được. Rồi bây giờ em đợi cái phần kia nó cóp chưa, nó đang cóp rồi, em sẽ cóp qua thêm cái bảng của anh Thắng nè, bảng anh NV, rồi em test thêm cái bảng, nói chung là trong trong thời gian 17 phút mấy thôi, em sẽ test sơ sơ thôi chứ không thể nào mà test hết, test đại diện thôi ha. Rồi bây giờ em đợi cóp và em test. Rồi như vậy là ok rồi các anh em mình nha, như vậy là em ok đó. Thì các anh em mình sau khi tạo xong cái này á, rồi chúng ta dùng cái chương trình eMyGSP, rồi em đã chia sẻ trước đây mấy cái video chiến đấu với Ventoy mà lúc khởi đầu đó, là cái này mình backup cho nó full. Cái này mình lưu ý nha, dùng cái chương trình eMyGSP đó, nếu mà USB 32GB là nó tạo file backup bằng dung lượng thực của chúng ta cao nhất chứ không phải là dung lượng chúng ta đang hiện hữu. À, có nghĩa là dung lượng các anh em mình dùng USB 64GB thì nó sẽ tạo ra thành cái file 64GB chứ không phải là nó tạo ra bằng cái dung lượng chúng ta đang sử dụng là chiếm bao nhiêu là nó tạo ra bấy nhiêu, là không phải nha. Anh em lưu ý với em nha. Để mất công chúng ta tạo qua ra mọi cái file lớn quá mà không có chỗ chứa, rồi chúng ta muốn muốn bung qua cái USB nhỏ hơn thì cũng rất là khó khăn ha. Rồi em thường em làm đây cái USB này em làm 8GB nè. Cái này em sẽ tạo một bản gót và em sẽ chia sẻ cho mọi người, cái file này rất là ok. Em đã tùy chỉnh rồi nha. Đây, em đã tùy chỉnh rồi, gồm có bộ anh NV, bộ của anh Thắng Na Sĩ Bút và bộ của anh Ngọc Khánh. Rất tiếc là em đã hết dung lượng, chỉ còn ba mươi mấy mê thôi, em đã xóa DOT tại vì cái bút Ventoy nó không có hỗ trợ DOT nên em đã xóa DOT rồi. Thành ra nó dư được ba mươi mấy mê này thôi. Anh NV này, bút chuẩn UFI. Nhưng mà tiếc cái là bên cái thành phần bên tôi nếu mà muốn bút á, bút legacy thì tất nhiên là các anh em mình phải add menu thêm ha, add menu code như hồi xưa á, add menu code load cái file show này để bút legacy. Rồi vậy thôi, rồi em dừng một lát nha, em đem copy hết mấy cái file còn lại. Mấy cái file đó là đây cái bộ cài Win 10 anh NV. À, có thể là anh MC Book và anh Thắng vân vân. Rồi em dừng để copy xong em tiếp các anh em mình ha. Rồi bây giờ em đã copy xong rồi ha, tổng dung lượng USB hiện tại là 16,3 GB. Thì bây giờ em khởi động lại máy và em test mấy cái bảng này các anh em mình nha. Đây em dừng xíu nào, rồi em bước nhanh và load vào USB. Em sẽ chọn USB kinh tông, USB kinh tông ở đây nó không có rồi, em sẽ tắt máy thì em sẽ rút bớt cái USB ra cho nó dễ nhận ha. Rồi. Rồi, bây giờ em chọn một cái USB kinh tông thôi. Thành ra là em bút thì nó sẽ không có bị nhầm lẫn nữa. Nãy em quên tắt rồi, mất hết mấy mấy chục giây rồi. Rồi bây giờ em chọn bút UFI. Đây, cái bảng NV chữ A chữ cái đầu là hiện trên cùng. Đây là cái giao diện bút. Em đã thay cái giao diện ha. Còn ở đây là cái tên phiên bản, chữ M màu xanh dương. Rồi, sau đây là em sẽ chọn bảng của anh Khánh. Đây là bảng cài Win của anh NV. Rồi bây giờ em chọn bảng Win 10 64 đây của anh Khánh đây. Rồi em bút coi ok không các anh em mình nha. Nếu ok là thành công, mà chắc chắn là sẽ thành công. Tại vì cái này em test rồi. Em test bộ cái USB kia rồi. Chắc chắn là sẽ ok. Cái phần này load load nền không có thấy các anh em mình ha. Rồi, khi mà vô được cái WinPE thì sẽ có cái biểu tượng của Windows.
thì tùy theo cái bảng mà nặng nhẹ mà mình load cái phần này nhanh hay chậm đó. Đó là chúng ta đã vô được WinBA rồi, phần này chờ xíu nữa thôi là sẽ vào được desktop. Đấy là cái thời gian mà em để là em không dừng luôn đó. Đấy, rồi chúng ta đã vào được desktop ha. Đây là bản, chắc chắn là bản Windows 10x64 của anh Khánh. Rồi em sẽ show xíu bằng cái HDUP info để chúng ta xem cái cấu hình cũng như là cái thông tin của cái phiên bản này. Mấy cái thành phần phụ em sẽ chạy sau. Nói chung là cái phần này em chỉ test xem coi em vào chuẩn cái bản Win 10 x64 hay chưa. Đây là em đã vào được bản Win 10 đây, x64 đây. Rồi ok, thế là em đã thành công ha. Rồi bây giờ em sẽ test thêm cái phần bộ cài Win. Cái tính năng hay của cái thủ thuật này là mình có thể add được những bộ cài Win UEFI như em nói ở phần đầu rồi đấy. Rồi chúng ta có thể add được những cái bộ cài Win đặc biệt khác. Em bút cái này nó không nhận. Rồi em lấy lại coi nè. Cái phần USB này nó hơi lạ. Khi nó không nhận thì em sẽ tắt máy nè, em mở lên. Em mở lên rồi em bấm nhanh. Cái USB kinh tông này không biết là do cái firmware gì của nó không có hỗ trợ chuẩn phần nào hay sao. Hoặc là những cái bản WinBE em thấy để ý em tắt rồi cái nó thường bị như vậy á. Rồi bây giờ em bút UEFI để cài bộ Win 10 WinAnv tích hợp. Đây. Bản này là em đã cài chục máy rồi, cũng tầm chục máy á. Em cũng mới chuyển qua bản này xài thử thôi. Là rất là ok. Anh em mình có dùng thì chúng ta dùng thử ha. ANV anh tích hợp, anh chèn vào hai mục là mục là cài Win mặc định là không shop, và mục mục là cài Win full shop giống như là mình gót vậy đó. Cũng khá là thuận tiện cho mình trong cái việc mà mình đỡ mất công mình cài shop, nó mất nhiều thời gian. Thì cài Windows là chắc em không phải giới thiệu nhiều các anh em mình ha. Cái này là đa phần chắc anh em mình cũng đều biết rồi. Bây giờ em test thêm cái phần cái bảng của anh Thắng nha, rồi tới bảng em Cbook. Bảng của NV là trước đây mấy video trước em cũng test rồi, nên nếu mà đủ cái thời lượng đó, thì em sẽ test sau cùng. Còn nếu không đủ thì thôi em chịu. Ở đây các anh em mình có thể bấm Shift F10 ha, Shift F10 để mình lợi dụng cái tính năng này mình làm rất là nhiều việc. Mình gõ Notepad vào đấy, rồi chúng ta Ctrl O. Cái này là cái căn bản em giới thiệu sơ qua. Đây, ở đây các anh em mình có thể chạy được những cái chương trình đặc biệt. Đấy, bây giờ em ví dụ đây, em cắm USB vào nè. Em sẽ chạy bật tia chớp xanh Windows lên cho các anh em mình thấy ha. Đó, em mới cắm USB, em refresh một cái nè. Đấy, đây. Em chạy cái bật tia chớp xanh Windows lên cho các anh em mình thấy nè. Cái bật tia chớp xanh Windows này của Trellis rất là hay, em nói thiệt. Trellis thiết kế chạy luôn được trong những cái bản WinBE khắc nghiệt này là quá là tuyệt vời. Anh ấy cũng cũng thuộc dạng dữ chứ không phải là vừa. Em đánh giá cao những cái bản portable, bản Vota mà anh ấy tạo, mà em chạy được những trong những cái môi trường nó khắc nghiệt như thế này, khá là chuẩn anh em mình ha. Đó, đó là cái lời mà em dành gửi đến anh ấy, là anh ấy khá là giỏi. Rồi đợi cho nó hiện lên rồi em sẽ thoát ra luôn nha. Sao chưa hiện nữa ta? Sao lâu dưới ta, để em dừng xíu đỡ mất thời gian anh nè. Em ấy đã hiện rồi các anh em mình nha. Đấy, khi mà chúng ta bị vướng cái gì ổ đĩa mà chúng ta không cần phải vào WinBE, chúng ta thiết lập lại, chúng ta vô đây chúng ta làm vô tư các anh em mình ha, khá là hay. Chúng ta có thể là copy bật tia chớp xanh, tôi bật tia chớp xanh, tôi edit to edit rồi nè. Mấy tính năng đó là chúng ta khỏi cần cài Win luôn cũng được. Nếu mà chúng ta có cái bóc có bộ Win sẵn ha, hoặc cái gì bị khác nó có bộ Win nằm trong đó. Rồi bây giờ em sẽ thoát ra cái này và em test tiếp nè. Em test tiếp cái bảng của
Anh Thắng. Bạn anh Thắng nè. À, em lót nguyên cái file show luôn nha. Ồ, em đã hơi bị nhầm. Em đút cái USB đi cho nó chạy ăn đi. Nó nhận cái USB khác rồi. Để em dùng một cái thôi nó đỡ bị lộn xộn. Đây, này nó bị nữa nè. Đó, bị cái này là em phải tắt. Tắt rồi em mở. Rồi em bấm F9 rồi làm nhanh. Cái USB-A nó hơi lạ, với lại cái USB kinh tông này sau đó em thấy nó lạ cái khoản đó. Mỗi lần ấy là phải làm lại như vậy thì nó mới nhận dạng được. Rồi, bây giờ em vào bảng của anh Thắng đây, bút USB đây rất là chuẩn anh em mình ha. Đây em mặc định là bút bản này luôn đấy, em sẽ dừng xíu nha, còn có khoảng 1 phút mà. Đấy, bạn của anh Thắng rất là hay cái là tích hợp âm thanh để cho kỹ thuật chúng ta test cái âm thanh của máy luôn các anh em mình ha. Bây giờ em sẽ chuyển qua cái anh MC bút các anh em mình nha. Hay với các bạn mới nhất của anh MC bút thì chỉ như thế này thôi các anh em mình ha. Nhưng mà được cái có wifi cũng khá khá là nổi trội, nổi bật. Rồi, em xin chuyển qua cái bút Legacy nha, tại em còn có 45 giây thôi. Rồi, bây giờ em cắm qua cổng USB 2 chấm rồi, không biết là nó ok chưa nè. Nếu mà nó ok là do nó tương thích cổng 3 chấm với 2 chấm. Đó, đó, rồi ok đó. Vậy là em cắm cái USB kinh tông qua cổng 2 chấm thì nó chuẩn hơn các anh em mình ha. Nó không có bị giống như lỗi hồi nãy nữa. Đấy, cái này là cái giao diện bút của anh Thắng. Em lấy cái nền bút của anh Thắng làm chuẩn, thành ra là ủa anh Thắng hay là anh Khánh ta, tại mấy cái giao diện này giống giống của anh Thắng với anh Khánh giống giống nhau. Do ban đầu em giải nén cái bộ là của anh Khánh các anh em mình ha. Rồi như vậy là thành công các anh em mình ha. Rồi cảm ơn các anh em.